Kính chào anh em cần thủ nha. Hôm nay là ngày 21 tháng 9. Cảm ơn em thủ hôm qua đã gửi lời chúc sinh nhật của em. Nay em lên với video này. Một số máy nha, em lên là máy với lại một ít mồi giả, cái này là mồi giả của Nhật. Nhưng mà nó làm cho những cái dạng giống như mồi giả nhưng mà thuộc dạng rẻ tiền á. Vừa nói là sơ cấp cho anh em tập lô giá cực kỳ rẻ, một set gì có 5 con chỉ có 200 ngàn thôi. Rất rẻ. Thì em lấy em bữa nay em sale được, em mua được 9 set này. Em sẽ bán cho anh em giá tốt để cho anh em là thứ nhất là lure mắc mồi đỡ tiếc, thứ hai là mới tập lure. Cái này dùng cho anh em câu cá chẽm nha, cá chẽm, cá cháp, cá măng, hồng và một số máy câu, máy ngang tay trái tay phải và máy câu lục. Đây là những con máy trên là những con máy lớn dành cho anh em câu lục. Anh em cần liên hệ số điện thoại 0907010129, Zalo của em tên Hoàng. Đây, và anh em nhớ vui vui lấy cái tay nhấn vào đăng ký kênh giùm em một cái cho anh em, cho em có cái động lực ha. Cảm ơn anh em nhiều. Giờ bây giờ em lên đây, trước tiên là em lên set mồi giả trước đi, và ít cũng cước. Cước này là cước dùng cho anh em câu biển nha, em nói trước, chứ lại câu sông. Một cuộn này 500m và hàng này là hàng mắc in da băng của Alpha Tucker, hàng này là hàng chuẩn của Nhật luôn, xài rất là bền, rất là tốt. Anh em câu được câu biển nè, câu đáy biển nè, câu cá lăng nè, đó, câu sông mà dùng chì lớn, chì 100-200g đồ máy, sai cái chừng 10.000 trở lên thì dùng những cuộn cước này rất là tốt. Thì em nói xài rất là bền, em đã thử kéo rồi, cho anh em kéo bao ngon luôn, đúng cho mặt cũng được. Đây trước tiên em sẽ lên cái này. Quá. Đây cuộn cước này thì anh em đã biết rồi, mấy đợt trước em có bán. Đây có bán này. Đây là size 0.81mm, 0. Size 24 này, 0.81 là tính tỷ lệ theo ly nha, 0.81mm là gần 1 ly nha anh em. Thì size này là size số 24 nha. Thì một cuộn là 500m, hàng mới 100% của Alpha Tucker Tolomon liên. Kế tiếp là một cuộn 500m luôn, là đó đã tới 60kg. Này 1.05mm là cái ngọn cần của mình là 1 ly. Cái này là 1 ly 05 nha. Đó em đây là size 40. Còn cái tiếp đó là một cuộn 500m luôn. Cái này là 1.17mm nha. Đó là size lớn cho anh em. Cái cước này á, em thấy ở ngoài anh em Phú Yên hay dùng câu đáy, và họ câu những câu cá cho liên hay câu những con cá mú đó, câu rạn kéo lên rất là tốt, rất là bền. Cuộn này giá trung bình 250.000 một cuộn cộng ship nha, 250.000 chứ một cuộn 500m này giá rất là rẻ. Giờ đây là set mồi luôn anh em nhớ nè, từ phải qua em, từ phải qua đây set mồi luôn các em. Đây mồi này là mồi lua nè, có minnow nè, minnow có chừng 3-4g có nè, rồi bớp nè, đây những con bớp nè, rồi có mồi chippy đó, vân vân và vân vân. Đây một set này anh em nhìn nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 200.000 một set 5 con. Đây 5 con đó, anh em thích cái nào thì lấy cái đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 200.000 5 con cộng ship. Cái này có chừng 20-30.000 nha cho anh em câu. Đây những con mồi này là đến mùa cá cháp nè, đó em có phân loại ra luôn. Một set này là gồm những con chippy, những con minnow và có bớp có này kia luôn. Thì anh em thấy set nào thì lấy nha, 5 con 200.000 cộng ship, quá rẻ. Và kế tiếp tại cái bộ này là một cái bộ full. Đây bộ full này đẹp không, máy ngang tay phải cần 1m3. Đây anh em thấy đẹp không,
cái bộ này là dùng cho anh em câu bè nha, em nói trước luôn chứ phải là để lùa nha, dùng cho anh em câu bè để thả đó. Máy rất là êm mượt. Cái này là đó, mình câu mình thả xuống nè, cái đọt cần nhíu nhíu, dùng để cho anh em câu bè, câu cá cháp, cá nâu, câu cá gì miễn sao ở khu vực bè. Và cần này là cần dùng để cho anh em thả nha, thả nha chứ không phải là dùng để quăng lua nha. Anh em mà quăng lua thì nếu mà da dây nó hư ít á thì em không có chịu nha, tại cái này là em nói trước nha. Và một bộ này em bán giá rẻ 500.000. 500.000 là do cái bộ này em bán giá cực kỳ tốt á, giá siêu rẻ cho anh em là 500.000 nguyên bộ này cộng ship nha. Ship bộ này chắc có chừng 40-50 ngàn nữa. Đây nha, em nói luôn, cần là cần 1m3. Đây, cần 1m3. Máy là máy anh, máy hình như của Alpha Tucker thì phải. Đúng rồi, Alpha Tucker 3.8.1 radio nè, 2 bearing, dùng cho thả nha. Máy đẹp không? Đó, anh em thấy 500 ngàn bộ này quá rẻ. Rồi, em lên máy nha. Con đầu tiên là một con Chadis. Chadis C4+. Đây, hàng này mới 100% nha. Con này em bán 3.7 triệu cho anh em. Cho anh em cô lục nha. Anh em nào cô lục dùng máy này rất là bền. Nhẹ. Lực tải cũng cao. Đây. Dây số 4, giờ được 150m. Này. Nặng chỉ có 230g thôi, lực tải tới 11kg. Kế tiếp là một con Daiwa Sotiga 5000H cho anh em câu cá cha và rít. Đây, 5000H size cỡ chừng 8-9000 của Shimano gì đó. Thì anh em chơi cũng đã biết dòng này rồi. Dòng này thì quá đỉnh rồi. Dòng con này là đời 2009-2010 nha. Radio là 5.7.1. Đây. Cho anh em câu rít. Và máy này có mức giá là 10 triệu nha. Máy có xước xác chút xíu và bao zin còn. Xước xác đây chút xíu. Thì máy này máy nếu mà máy full mới chắc cũng 13 triệu. Máy mà máy kèn. Có xước xác máy rẻ. Rồi. Kế tiếp là một con máy ngang. Máy này có mã là bắt đầu em mã này là mã 1 nha. Đây, mã 1 của mình. Dòng này là dòng Obi Baran MG7 Shimano Made in Japan nha. Đây là Made in Japan đây. Anh em thấy không? Đây. Radio của máy này là 7.0.1. Anh em thấy không? Máy có xước xác trên đây nha. Có xước xác trên đây. Và máy M1 này có mức giá là 2.650.000. Xài rất là ngon. Tay trái. Đây. Anh em câu cá lóc giá tầm tiền mua con này là xài là êm ơi. Kế tiếp là một con tai quát. Con tai quát này là dòng tay cầm được thiết kế là carbon. Đây. Và máy này có xuất sắc nên em bán giá cũng mềm chút xíu cho anh em. Em sẽ sell máy này. Con máy này dòng tua rất là cao nha. Anh em câu cá lóc mà câu nhanh, câu lóc còn chẽm câu nhanh thì rất là ok. Vậy dòng tua của máy này tới đầu để em coi tới 800 mấy lần. Em quên rồi. Thôi. Mười một bạc đạn ghê thiệt chứ. Tai quay carbon đẹp không? Dòng này là tai quát Superlink M6 11 bạc đạn. Đây tai quát đây. Máy có xước xác nhẹ và xước xác chỗ đây. Và đâu để em coi đi, radio 8.1.1 nha. Máy này radio cực kỳ cao luôn, dòng tai quát. Và mức giá của con này là 3.3 triệu. Em sẽ sell là 3 triệu nha. Em sẽ sell 300.000 cho anh em.
cho một con máy tay quát này. Con máy này rất là nhẹ và cái lực tải rất là cao. Đây nó lộ rất là dễ thương và có xước sát trên đây, tại máy mình sẽ sử dụng mà. Thì anh em nào chưa về đánh bóng hay làm vệ sinh cái sơn sửa gì lên cho nó đẹp máy. Máy mã 2 là 3 triệu nha, em sẽ sale là 3 triệu. Cái tiếp là một con Shimano Bass Ride. Đây, tay phải cho anh em tập lua, mớ vào chưa biết gì muốn chơi môn lua thì đây, giá bình dân rẻ ngon bổ, giá chỉ có 550k cho con máy M. Đây là mã M3 nha. Xiết vô, quay veo veo này nào, em nãy em tháo ra giảm xiết vô nè. Đó, anh em về bỏ cái cước này đi, nó quýnh cước mình, quýnh BE, mình thà mình thay BE giùm em cái nha. Shimano Bass Ride tay phải này mức giá là 550k. Kế tiếp là một con Shimano Bass Ride cao nha, này là đời cao hơn con kia. Này, con này có mức giá là 700k nha, tay phải luôn, thì em bán rẻ cho anh em luôn. Máy này mới mới triệu mấy á, em đang bán triệu mấy. Mã Bass Ride này là gì đây? Rồi để em coi cái radio luôn, quên em nói nữa. Shimano Bass Ride này, này có radio không ta? Này nó không ghi trên này. 6.2.1 nha, radio 6.2.1. Mã này là mã 4 nha, ở giá cực kỳ tốt. Tới con mã 5. Mã 5 của em là một con, con gì đây? C4 cộng. À, con Jonas C4 cộng. Con Jonas này là mắt in da băng nha. À, hồi nãy em nói quên nữa, hai con Bass Ride này là mắt in Mã Lai nha. Con này, con Jonas này mắt in da băng. Nó phải da băng thì Mã Lai ta. Thủng ghi luôn. À, mắt in da băng. Con Jonas này mắt in da băng nha. Đây. Dòng này dòng C4 cộng nha. Máy cũng còn khá là đẹp, có xước xát một vài chỗ rất là dâm dâm, máy cực kỳ nhẹ luôn nha, chỉnh gió máy cực kỳ nhẹ, quay cực kỳ nhẹ luôn. Này thì máy này em bán giá sale tốt 3.4 triệu cho anh em nha. Đó, có xước xát, chạy nhẹ, xài bền. Cho anh em câu cá chẽm cá lóc. Kế tiếp là mã M6. Mã M6 này là một con Daiwa cho anh em tập mới bước chân vào nghề và những anh em nào thuận tay phải. Dòng này dòng Daiwa. Đây, một con máy Daiwa. Máy này cực kỳ trâu luôn. Máy này em tháo ra em nói trời cái gì đâu mà đúng, giống như anh em hiểu cái vấn đề là nồi độc có đá đó. Nhìn nặng mà trâu ghê luôn. Và con mã này là mã 10 con máy này là máy Daiwa 103H Mark 4, dòng 4 bậc đạn. Dòng tua của nó là đây, để em coi cái dòng tua. Chỉnh gió bên đây và chỉnh cọ bên kia. Đây là dòng tua đâu? Dòng tua của nó không có thấy nha. Không thấy để dòng tua. À, được cái là mắt in da băng nha, anh em thấy không? Con này em nghĩ là cỡ chừng 6.2.1 à. Máy này nha, máy cực kỳ nhẹ luôn, cỡ chừng 6.2.1. Đây, máy này có mức giá là 750k luôn, là cho anh em, những anh em nào chơi tay phải và mới biết chơi và chơi cũng lâu rồi cũng được. Kế tiếp là con M7. Một con này là tay trái của Shimano 151, con Jonas này luôn. Đây là một con Jonas luôn, Jonas Shimano 151 MC Leo. Nè, cái dòng MC Leo là dòng phiên bản cao hơn nha. Anh em mà mua không có chữ MC Leo giá rất rẻ, rẻ hơn có chừng 500-700 ngàn cả triệu luôn á. Có chữ MC Leo lên là giá cũng cao hơn. Đây,
Dòng tua của máy này là Micromodup MC Leo. Dòng tua của nó thôi. Máy này cũng khá đẹp á. Máy còn đẹp. Ây da, dính cái giấy nha. Giờ anh em trả cái này ra nha. Đó, có xước xát trên đây chút xíu. Anh em thấy không? Ây ơi, dòng tua của nó đâu rồi? Đâu? Mắt in gì đây? À, con này mắt in ra băng luôn. Dòng tua này chắc 7.1 quá. Nha, dòng tua này chắc 7.1 quá. Thì anh em cần lên mạng giúp em, cái này là giúp em chút xíu nha. Đây là một con cho nát. Đó, anh em lên mạng tra MC Leo. Đó, 151. Đây. Thì anh em tra giùm em. Tại mỗi cái mình mua đồ hãng mà, hãng mình mua đồ tốt mà, giá vài triệu bạc thì lúc nào trên web cũng có một cái thông số, một cái thông tin và cái giá trị. Đó, anh em giúp em cái vấn đề này. Con máy này là mã 7, em bán 3 triệu 3 nha. Kế tiếp, đây là một con siêu hiếm. Đây. Đây, anh em đã chơi máy ngang, đã chơi, nếu anh em đã chuyên nghiệp thì lúc nào anh em cũng biết đây là dòng siêu hiếm. Đây, Abu. Abu Racin của Thụy Điển nha. Máy này là máy đây là mã của nó, con mã này là con Abu Racin thì điểm Morum. Đây là thông số đây, em chỉnh lại đây, em cho con thông số đây. Đây là mã Morum SX361IC IVCB. Đây đó, Ambassador Abu thì điển nè, Abu Racin thì điển nè. Máy đẹp không? Đó, tay trái nha. Con này là dòng này là dòng siêu hiếm rồi. Ừ, cho anh em câu lóc chẽm. Con mã này là mã số. Đây, chỉnh gió bên đây. Con này là nó không có ghi. Đây. 6.3.1 nha. Đây. 6.3.1. Máy này cũng còn khá đẹp á. Siêu hiếm của Abu. Máy này em bán mức giá là 3 triệu rưỡi nha. Cho anh em nghiên cứu. Đó, một con Abu thì điển tay trái. Kế tiếp là một con Zit của Shimano. Đây anh em, con Zit lên nó nhúng lên cho em. Super 500ST bật này, quay đây là thả dây nè, đây là thả dây nè, gạt đây cũng thả dây nè, đó dây cũng thả dây, bật đây bấm đây cũng thả dây nè. Nó quay chỉnh gió, em tháo gió rồi chỉnh nó quay quéo. Đó, giật dây thả dây. Con máy này là một con Shimano Super 500ST tay phải cho anh em cô dít nha. Đây hồi mắt in ra băng luôn, đã quá trời đã luôn. Cái núm có xước sáng chút xíu nha, cái này về để chút nữa gì em lấy cái tẩy làm bóng của inox á, em đánh cho nó sáng chưa. Này đây là thông số dây rồi, không có thông số dây luôn ta. Cái này vô dây cũng nhiều, BE cũng còn quá trời luôn nè, thông số dây mất tiêu rồi. Cái này em thua nha, cái này nó không ghi thông số dây nha, không ghi thông số dây, không ghi radio luôn. Rồi, cái này em xin phép nha. Em bán con này 700 ngàn nha. Anh em nào chuyên câu dít thì bụp con này 700 ngàn. Đó nha. Giá quá rẻ. Ok, tiếp là con M10 Daiwa Emblem ABS. Đây, con máy này, những con máy này em tháo ra trên em coi. Em nói thiệt, tháo ra này, cái em khoái nhất là dòng Daiwa đời cũ, đời trước á,
dòng có ABS thôi, đời trước thôi, rồi sau bơm quá trầu, nó làm nó thiết kế bên trong quá nè, anh em nhìn nè, thấy ghê không, thiết kế bên trong quá quá không? Cốt nào cũng nấy cũng to nữa. Con này là size 2000 của Daiwa nha. Đó, có ABS. Và cái nó bị một cái này nè, anh em giúp em cái này. Nó bị cái tai quay nó bị bể nha. Anh em về lấy chỉ quấn lại giùm em thì em bán con này. Bán sẽ bán rẻ con này chứ. Xuống cho anh em chưa. Để nó giết con sữa này. Đây. Giờ anh em lấy cái gì mềm mềm á, anh em quấn cái nấm này lại giùm em, tạo để tạo đồ mềm mình câu thôi nha, đổi tay trái phải được, quay rất là nhẹ nhàng. Con máy này là máy Daiwa Eplem Max in da băng, có ABS, em bán sale giá 650k, anh em về hỗ trợ em phần này. Và con máy có xước sát, xước dâm nhẹ. Đó, 650k. Đó nhìn gọn lè. À, máy là phí ship là khoảng 30-40 ngàn nha, tùy theo đơn hàng nha. Cái tiếp là một con Carina. Đây. Andina này made in Thái Lan, dòng này là size 2000, bon có cái bon này có bị nước biển ăn nè, chút xíu. Con này thì anh em dùng thì cũng biết rồi, ngon, bộ rẻ, cực kỳ nhẹ luôn. Máy này em bán rẻ 700.000 thôi nha, cho con Andina này. Giá này giá quá tốt á, nó không bị cái này là giá cao lắm á, 700.000. Canada này là có size là size 2000 luôn nha, cho anh em câu ISO, đang vô mùa ISO, mùa cháp rồi đó, với lại mùa cầu bè đó, anh em thấy mấy cái máy này cầu bè cũng sướng nữa. Đây, kế tiếp này đẹp, con siêu đẹp Luvias 2506 ABS. Đây, máy cũng còn khá đẹp. Đây, em xin lỗi em quay hơi bị xa xa, có chạy sát nhẹ chút xíu. Này em, BE trong máy vẫn còn nha, còn nhiều nha. Anh em về cũng không cần thay BE. Về bỏ lớp ngoài thôi. Máy cũng còn khá đẹp. Cái dòng Luvias nè, anh em thấy không? Đó. Cái dòng này là dòng Luvias 2506 made in da băng nha. Rồi cái nắp lại. Để sửa giá rồi đi, giá giảm giá xuống cho anh em nha. Em xuống cho em chơi. Con Luvias này có mức giá là 1.4 triệu nha. Em mua cũng cao quá không, để em bán lại cho anh em giá tốt. Nè, đây là Luvias made in Japan. Này, BE còn. Khỏi về khỏi thay. Luvias made in Japan. Size của nó là 2506 tầm 3000 của Shimano nha. Đó, máy khá là đẹp. Còn đẹp, máy còn keng lắm. Mã này là mã M12 nha. Kế tiếp là mã M13. Ây da. M13 là một con, đây con gì đây? Con này máy này cũng có xước xát, cái nấm này cũng bị bể chút xíu này. Bể thì vậy bỏ cái lớp này luôn, lấy cái anh em lấy gì đó quấn lại cho nó êm lại, là cầm là mình câu, mình câu theo ý mình. Có ABS luôn. Con Remax này. Đây, made in Thái Lan. Dòng này, mấy dòng này em nói thiệt á, xài biết chừng nào mới hư. Bon. Rồi, máy này em bán 650k nha. Xài, nhìn cái nội công nó cứng cáp ghê không. Tại nó bị ngay chỗ này thôi. Thì về lấy cái đồ quấn lại giùm em. Để giống như lấy chỉ hay lấy cước hay gì quấn lên. Giờ mình đổ keo lên, mua keo bê mình đổ lên chút xíu làm giùm em cái nha. Tại em hàng quá nhiều em cũng không có làm được. Kế tiếp, đây size 2000 luôn. Đây là một con Stella nha. Đây Shimano Stella. Đây Shimano Stella. Đây, con này là size 2000 made in Japan. Con này có mức giá là 1.2 triệu nha, đổi tay trái phải. Anh em chơi Stella thì biết rồi, hàng Stella là hàng đỉnh nhất của Shimano rồi, nhưng mà đời nó là đời cũ thôi. Đúng không? Đời cũ có xuất sắc thôi, nhưng mà em nói thiệt, nội công rất là thâm hậu. À, nội công nè. Thôi em bán con này 1 triệu đó. Bán nhanh luôn 1 triệu cho anh em luôn. Xài rất là bền nha. Em bán 1 triệu con này luôn. Con Stella này.
đánh nhanh rút gọn. Đây cốt của nó. Kế tiếp là một con đây qua em làm made in Japan cực kỳ đẹp luôn. Đây máy như người mẫu, anh em thấy không, người mẫu 2500 size 2.5 tầm 3.000 của Shimano. Và máy này đây made in Japan, máy này có giá là 1.3 triệu nha. Máy nè, em tháo ra em nhìn cho anh em phái đại qua là ở chỗ một cái điểm đó thôi, điểm này nè. Ủa cái cốt à, con này không có cốt chưa lật rồi. Con này không có cốt chịu lực. Đây. Có ABS nha, 1.3 triệu. Thường nó hay đổ cái bật đạn trên đây, làm sao dòng này không có. Máy đẹp, máy long lanh luôn. Kế tiếp là một con Shimano Relax, do vận chuyển về nó quăng sao nó bể cái gãy chỗ này nha, vẫn chuyển qua chuyển lại được nha, nhưng mà nó hơi gãy thôi nên em bán rẻ con này nha. Nha, con này bán rẻ chưa, xài vẫn bình thường nha, xài vẫn bình thường vô tư. Cái núm này nó bị đó là do nó về sao nó quăng sao bị gãy hai cái này, xài vẫn bình thường nhẹ tưng nha. Dây này dây BE, dây cước vậy, dây cước hay BE ta, nhìn giống BE quá nè. Đây là một con Daiwa made in Thái Lan Relax, size cỡ chừng 4.000 của Shimano nha, size này cỡ chừng 3.500 đó của Shimano á. Có ABS đâu, có ABS luôn, 450k nha anh em. Chỉ để em đây là câu thoải mái, quýnh lăn xê, câu sông hồ các kiểu, bình thường vô tư luôn nha, vẫn máy cực kỳ êm luôn. Mà giờ nó bị gì? Cái này là dễ lắm, anh em muốn chỉ xong đổ keo vô cái là cầm êm luôn. Mã này là mã M16 nha. Kế tiếp là một con này là con gì đây, Utera made in Japan size 1.000. Đây cái này có bị chút xíu bị biết cái miếng này nó bị rớt ở đâu nữa, để kiếm lại cái miếng này nha, size 1.650k. Cái dòng Utera này anh em mua thì biết rồi, em đâu cần giới thiệu nhiều đâu, xài cực kỳ bền luôn, em nói thiệt. Cỡ mấy con mà có chừng 1.3 triệu của Shimano mà đợt sau này câu không bằng này đâu, em nói thiệt. Đồ bền. Hai con này. Đây. Con này là con Hàn Quốc, máy nhỏ. Một con này là con Daiwa Emblem size cái chừng 5.000 của Shimano nha. Cái này nó bị xước sát ngay chỗ này, bị ta quay nó bị xấu ngay chỗ này. Về đổi ta quay được nha, đổi qua đổi lại được. Thì anh em về giúp em đánh bóng cái chỗ này lại, sơn xịt lại giùm em nha. Giúp em cái nè, tháo ra vô mình được. Thì nó bị ten á, anh em về làm giùm em cái này, nên bán rẻ con này chưa. Bán 700.000 thôi, 700 cho nó nhanh. Đó con này sông hồ câu rất là bền, 700 cho nó nhanh, bằng rẻ. Và em sẽ tặng thêm một con này vô, hai con này 700.000 nha. Đó 700.000. Giờ tới máy lớn nha, nha anh em. Bây giờ em lên tới máy lớn. Đây mã M19, M19, M20, M21 và M22. Như M22 là size lớn hơn. Đúng rồi. Ông ta thấy cũng bằng à. À do để thấp hay sao? À cũng bằng nè. Thì bốn con này đều một giá là 750k, size 7.000 của Shimano nha, anh em nhớ nha, made in Japan, size 7.000 của Shimano, 750k, đó, quá rẻ không? Tiếp
con gì đây? Utera 8000 máy xước xác nha, máy hờ xấu em nói hờ xấu bán giá xấu. Máy này size 8000 của Shimano, dòng Utera nha, dòng Utera size 8000 700k. Và có hai điều em nói luôn, thứ nhất là nó bị mất cái nắp bên đây. Về anh em nào có ghé bãi nào có cái nắp được mua cái nắp ra ngoài xin nó người ta bán 10.000 20.000 cho nó cái nắp 20-30.000 gắn vô giùm em không có thời gian. Để chúng mình xịt cái này nữa, nó bị tan ngay chỗ này nè. Đó. Máy 8.000 700k cho nhanh gọn lẹ. Câu sông, câu hồ, câu biển, săn cá tra, cá gì đó thích hợp câu 700.000. Mắt in sa băng nha, dòng này là mắt in sa băng hết. Size 7.000, size 8.000, size 8.000 700k, không rẻ không? Kế tiếp là một con này, con gì đây? GT 6.000 của Shimano Inox, dòng này là dòng cho anh em câu lục nha, anh em nhớ nè. Cái độ rơ này là độ rơ để đánh dây vô nha, chứ đâu phải không phải là để là cái máy nó bị rơ nha. Là con này là con 10 con như 10 con là lúc nào nó cũng rơ nha. Đó, để nhưng mà anh em đưa vô cái máy vô chân là nó bớt rơ lên nha, để nó đánh nó lắc qua lắc lại để điều dây. Và cái này là cái sao bôn xả nhanh xả chậm, cái này nè nhanh chậm để cho anh em câu lục dòng con cá đó, chặt con cái cứng nhắc nè, đó thấy không, cứng nhắc nè, để cho anh em câu lục. Máy này size 6.000, mã này mã M24, mức giá là 800k. Đó. Tới mã 25. 25 cũng vậy luôn. 25 cũng y chang luôn. Đây. 25 cũng y chang luôn, cũng 800k luôn nha. Thôi, em bán. Đó, hơi bị mắc bên đây bán 750 nha. Mắc bên đây, mắc cái tem bên đây thôi, bán 750 đi nha. Đó, y chang luôn. 25 750k. Sale. Mô bin sống, tất cả những dòng của em là đổi tay trái phải hết và mô bin sống. Đây, 750k luôn. Là hai con này. Đây, con này là cho anh em tập câu chơi nè, vui vẻ nè. Vậy, mã M26. Con này có xước xác, máy ngoại hình hơi xấu nha, size cỡ chừng 5.000 của Shimano. Made in Korea, máy này em bán 400k nha. Size lớn mà em bán 400k cho anh em câu anh em câu sông thích câu sông, anh em câu hồ thích hồ biển được 500k 400k. Máy này mã M26, máy size 5.000 6.000 của Shimano nha. Size lớn á chứ mà size nhỏ đâu. 400k. Kế tiếp M27. M27 là một con Daiwa Carbon Sport size 9.000. Đây. Size 9.000 nha. GS 5.000 mà size thật cái đó có gần 8-9.000 của Shimano nha, mô bin sống. Và đó, cái tiếng kêu đã không? Máy này có mức giá là 650k nha. Made in Taiwan, dùng cho anh em câu ngâm câu đang vô mùa cá lăng. Ngâm nói thiệt, cái dàn máy này câu cá lăng thì thôi, khỏi chê. Đấy, tiếp là một con Biomaster 9.000. Đây. Con này có nâng nặng là 650 gram là mạnh sập ăn. Biomaster thì anh em hiểu rồi, em đâu cần phải báo nữa. Giá nhiều. 900k Biomaster size 9.000 quá rẻ không? Câu biển, câu lục, câu nó quá rẻ. Rồi 800, sale luôn. Rồi nhanh. Đây, 800k. Sale luôn, mặc vô Master 9.800k, nhìn còn lẻ. Kế tiếp là một con Daiwa Emblem M29, size cái chừng 9.000 nha, 6.000 tê nhưng mà size thật có 9.000 nha, mua pin sống. Mua pin sống tiếng kêu rất là đã, và dòng này là dòng cho anh em câu lục nè, săn hàng nha.
Máy này cực kỳ ngon luôn. Đó, trên đây nó bị chạy chút xíu trên đây nha, chạy chút xíu trên đây không sao đâu. Anh em đưa cái bắp máy vô kẹp trên đây là không vấn đề gì nha. Đó, máy này là Made in Japan, mã M29 800.000. Đó, bán rẻ không? 800.000 một con đai qua ép đèm. Quá rẻ, xài to, chả bá lửa. Đơn mã 30 cũng vậy luôn, mã 30 800.000 luôn. Biomaster Battle 9. Đó. 800.000. Đó, cho anh em câu lục câu này câu kia, máy này em nói thiệt xài chưa nào mới hư. Nói thiệt luôn, nhìn nó vậy á. Bền, nồi đồng có đá. Rồi em nói luôn nha. Mỗi đơn hàng máy em sẽ lấy cọc ít nhất là 100k. Tại mùa dịch này vận chuyển rất là khó khăn. Anh em nhắm mua hàng của em được thì mua. Tại em bữa giờ em cũng nói rồi, máy, những con máy nào bữa giờ đơn hàng của em, anh em cũng rất là thương em, đều cọc cho em hết. Có mỗi đơn hàng khoảng 100k. Đơn nào mà trên 2 triệu là 200k. Thì em cũng vui vẻ, hàng em sẽ đảm bảo tới tay anh em. Đó, những con mồi giả này em sẽ không cần cọc, tại nó giá trị nó thấp. Những cái cung cước này giá trị thấp em sẽ không cần cọc. Còn những cái máy đó giá từ 500.000 xỉ lên là em bắt cọc hết 100k. Được, mua giúp em, thương em, quý em thì mua giúp em nha. Rồi, cảm ơn anh em cần thủ nhiều. Và chúc anh em cần thủ một ngày mới vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh, một like giùm em. Bấm vô cái chuông nữa, khi mà em bán hàng em đăng lên cái có cái chuông có tín hiệu mở lên là thấy em. Vui vẻ. Cảm ơn em nhiều nha.